Vâng, em chào cô bác và anh chị đang xem kênh Đất Vườn Nam Đồng của em nha. Hôm nay em xin được giới thiệu đến với cô bác và anh chị một lô đất. Thì đây là hình dáng đất và vị trí đất của mình nha. Được bám mặt đường bê tông luôn. Với chiều ngang thì được 37m và chạy sâu là hơn 70m nha các bác. Đó. Chiều ngang mặt đường của mình thì là 37m. Còn chiều sâu của mình hơi top hậu một tí là khoảng 30m nha các bác, hơn 30m một chút. Và đất của mình thuộc xã Đan Phượng, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng nha. Và nằm ngay trung tâm xã luôn, trung tâm xã Đan Phượng luôn nha các bác. Từ đây ra tới trung tâm, ra tới ủy ban xã hay là trường học cấp 2 ngay ngoài kia thì khoảng 300m nha. Đây là đường tỉnh lộ này, tỉnh lộ 724 nha các bác. Và nằm ngay đằng sau của trường tiểu học Đan Phượng luôn. Đó. Thì hiện tại là đất của mình là đang được phá cà phê và bán củi cho những lò than, nên là đang được cải tạo lại. Với mặt đường bê tông này là đường liên xã nha các bác. Và đường lòng đường thì rộng khoảng 5m nha. Đường rất là rộng, ô tô đi lại thoải mái luôn. Đó. Đây là phía đất của mình này, hiện tại là đã được chặt hết bỏ cà phê và đang chuẩn bị nhổ lên để giao cho các lò than đó các bác. Bán cho các lò than. Phía trên này thì mình được chủ đất đổ được một ít đất lên đây rồi nha các bác. Đó, đất đỏ luôn. Rất là đẹp. Với hướng đường này thì mình ra trung tâm xã nha. Cách khoảng 300m thôi là ra tới trung tâm xã và 200m là ra tới đường tỉnh lộ rồi. Kia là cổng chào nha các bác. Ngay cổng chào là ra tới đường tỉnh lộ rồi đó. Hướng này thì là hướng đi liên xã nha. Xã khác, thôn khác này. Đường rất là rộng, rất là thoải mái, dễ đi. Đất của mình thì có cái cọc cắm bờ ranh đây nha các bác. Cà phê là của người ta. Đó. Chạy qua kia là khoảng 37m nha. Trong sổ là 37m. Đấy, chạy sâu của mình là hơn 70m nha. Thì người ta đang đưa ra cái giá cho lô đất của mình là 70 triệu 1m nha các bác. Mình có thương lượng nữa nha. Đó. Phần thiếu hụt ở phía hậu đó thì mình có thể thương lượng, gặp trực tiếp chủ đất mình thương lượng nha. 70 triệu trên 1m ngang nha các bác. Đó, thì đây sẽ là hàng ranh của mình từ cái rãnh nước này nha. Đó, bắt đầu từ cây thần tài này đổ xuống. Đổ qua kia là 37m mặt tiền đường bê tông. View của mình rất là thoáng nha. Khu vực này rất là thoáng luôn. Rất là mát mẻ, dễ chịu. Và trên đất của mình là đã có 100m thổ cư rồi. Và đất của mình lên được 100% đất thổ cư nha các bác. Nên được full đất luôn, là thổ cư. Các bác quan tâm liên hệ qua cho em. Em dẫn vào gặp trực tiếp chủ đất, mình thương lượng và mình xem đất trực tiếp nha. Đó. Hiện tại đất của mình thì có vài cây bơ, cũng khoảng gần chục cây bơ luôn rồi. Hiện tại là cũng có trái nha các bác. Đấy. Đất của mình đây thì nằm ngay đằng sau một trường tiểu học đây nha các bác. View rất là thoáng, rất là rộng luôn. Nhìn rất là xa nha. Các bác nào mua lô này về thì mình khoan giếng và mình sử dụng riêng nha các bác. Điện đầy đủ rồi. Có điện 3 pha luôn nha các bác. 1 pha, 3 pha là có đầy đủ chạy dọc đường đó. Em cảm ơn các bác đã theo dõi nha.